Theo thông tin từ công an huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, trong lúc thu hoạch cây mây rừng, 4 người ở Quảng Ngãi đã uống nước nấu từ rễ cây lạ. Hậu quả một người tử vong, 3 người phải nhập viện cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 8 tháng 1, trong lúc đi thu hoạch cây mây rừng tại thôn Làng Tốt, xã Ba Lế, huyện Ba Tơ, 4 người gồm ông KN 52 tuổi, ông VN 44 tuổi, chị TB 35 tuổi và ông VT 44 tuổi, cùng trú tại huyện Ba Tơ, uống nước nấu từ rễ cây rừng. Đến 17 giờ cùng ngày, cả bốn người thấy đau đầu, chóng mặt và có dấu hiệu bị ngộ độc. Ông VN, ông VT và chị TB được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Riêng ông KN nằm nghỉ tại láng trại. Khi biết được sự việc, gia đình ông N đến láng trại để đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không sử dụng các loại cây không rõ nguồn gốc để nấu nước, ngâm rượu uống để tránh bị ngộ độc.